Xin chào cả nhà quay trở lại với chiếc chè bông nha Cả nhà ơi ngày hôm nay thì em tiếp tục lựa cái hàng mai dạo Phú Tân liền có 3 mùa để, để giao cho khách đây cả nhà Thì hiện tại hôm nay cả xung xơi luôn Trời ơi, nhìn thấy mê luôn cả nhà ơi So với một tuần trước là nó nhìn nó khác rất là xa luôn nha Đây, nè, giả Phú Tân liền có ba mùa đây cả nhà nhìn nè Ngày hôm nay nó đã ra coi đợt hai nó gần già rồi Thì chúng ta nhớ nuôi xong chúng ta bấm hết mấy chỗ này nha Bấm để cho nó nhảy thêm cơi nữa Và bây giờ, nếu mà bây giờ tới Tết đó cả nhà Trời ơi, nó ra biết là bao nhiêu bự nữa ha đây hôm nay mới tháng hai sao thôi đây còn đây là bên đây là cúc bi ha cúc bi tiên sinh hàng giả và hàng cúc nha cả nhà ơi đó giá là 200 k một cây ba cây bên em bao ship nha ở đây đó, đang lựa số lượng cũng rất là nhiều cả nhà ơi mai giả phú thân là một cái giống mai rất là dễ chăm sinh trưởng cực mạnh luôn ha đó đây Trời ơi, coi kìa à. cái cây này cái cốt rất là cứng cáp nha đế cái bí nè này. Cái, này, cái cốt này cả nhà nhìn cái cốt rất là to luôn nè à. đó đây rồi ai lấy ba cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha cả nhà. Ở số lượng đây nè, rất rất là nhiều luôn ha. Rồi ai thích hàng này thì alo cho một mai có chiếc chè bông nha.